Nhưng pha xử lý rất kỹ thuật của cầu thủ áo đỏ. Bóng được chuyển sang cánh phải cho Bích Thủy. Trọng Biên đưa bóng vào. Nguyễn dứt điểm vào. 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng là của Tuyết Dung. Những nỗ lực lên bóng trong thời gian vừa qua của đội chủ nhà đã cho lại thành quả. Liên tiếp những cơ hội và bây giờ chúng ta đã có được bàn gỡ. Niềm vui của các động viên trên sân vận động Cẩm Phả. Sau bàn thắng này chắc chắn tinh thần của các cầu thủ viên Mai Trung sẽ lên cao. Một trận đấu thực sự hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Một lần nữa chúng ta lại thấy được dấu ấn của Bích Thủy trong bàn thắng này. Cô chính là người đã có đường chuyền lên phía trên rất hợp lý để cho Thủy Trạng tung đường căng ngang vào phía trong. Tuyết Dung cũng đã tận dụng tốt thời cơ của mình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng. Mặc dù cú dứt điểm đầu tiên không chính xác nhưng Tuyết Dung vẫn có thể xoay trở rất nhanh. Một đợt phối hợp rất hợp lý của cầu thủ áo đỏ. Hải Yến đường chuyền dành cho Huỳnh Như. Cơ hội dứt điểm đi vào. Một tình huống phối hợp tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Bàn thắng đã tới với chúng ta và người lập công là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Một tình huống phối hợp tấn công cực kỳ sắc nét của cầu thủ Việt Nam và kết quả là bàn thắng thứ hai. 2-1 dành cho cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 50 của trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phối hợp này. Hải Yến là người đã đưa bóng vào vòng cấm địa cho Huỳnh Như. Huỳnh Như chuyền bóng cho Thùy Trạng. Mặc dù vấp phải sự truy cản rất quyết liệt của các hậu vệ, lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Lại là Thanh Nhã. Để bóng hơi dài. Bích Thủy. Quang ơi. Bích Thủy tạt bóng. Cơ hội xây thủ Việt Nam đánh đâu. Nguyễn vào. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng mở tỷ số tới từ rất sớm. Và người lập công là tiền vệ Nguyễn Thị Vận. Sức ép lớn mà đội tuyển Việt Nam tạo ra đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số, báo hiệu cho một chiến thắng tưng bừng ngày hôm nay dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Phạm Hải Yến và thủ môn Soviet. Chính xác, tỷ số là 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cú đá penalty quá khó của Hải Yến. Bây giờ thì cách biệt đã là 2 bàn. Khả năng cầu thủ Campuchia có thể làm nên chuyện với việc giành điểm ngày hôm nay là rất khó. Phạm Hải Yến. Cầu thủ mang áo số 12. Phạm Hải Yến quả mặc năm 2021 là người đã nâng tỷ số lên 2-0. Cầu thủ đội tuyển Campuchia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 8, Ti Sao Nam rời sân. Cầu thủ mang áo số 7, Sok Li vào sân. Nhờ nói thì thành phần đội tuyển Việt Nam vào lúc này có sự giao thoa giữa các thế hệ cầu thủ. Quả đá phạt của Tuyết Dung. Bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú đá quá ấn tượng của số 7. Đã nhiều lần Tuyết Dung mang về những bàn thắng từ những tình huống cố định. Và SEA Games 21 thì một lần nữa cô lại cho thấy được tài năng của mình. Bàn thắng thứ hai của Tuyết Dung tại SEA Games. Trước đó trong trận đấu với đối thủ Philippines thì Tuyết Dung cũng chính là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Số 7, Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi bàn thắng cho đội Việt Nam.
Anh xem lại quả đá phạt cực kỳ khó chịu của Tuyết Sùng. Đánh cho lên Mai Đức Chung. Và đi bóng giữa tay. Chân thì thủ. Quá tắt. Rất nguy hiểm. Có thêm bàn thắng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. 4-0. Chiến thắng rất đậm đà. Chúng ta đang thực sự cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, cho tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Nguyễn Thị Vạn đã có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Khác với hiệp đấu đầu tiên thì các cơ hội đánh đầu. Bàn thắng thứ năm. Bàn thắng thứ năm đã tới với đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng ngày một đậm hơn. Người đã tạt bóng trong tình huống vừa rồi có lẽ là Dương Thị Vân. Rất nhịp nhàng. Rồi vào. 6-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng của cầu thủ trẻ Văn Sự. Bây giờ thì tinh thần của cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam là rất thoải mái. Dương Thị Vân. Cú sút của Dương Thị Vân. Bàn thắng thứ 7 cho đội tuyển Việt Nam. Quá đẹp mắt. Dương Thị Vân mang tới thêm một khoảnh khắc diệu kỳ nữa trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay. Trước đó thì Tuyết Sùng cũng đã ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp với quỹ đạo hiểm hóc. Và bây giờ thì tới cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của Dương Thị Vân. Phạt của Tuyết Dung. Đánh đầu vào. Bàn thắng mở tỷ số đã tới với đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa chúng ta thấy được sự lợi hại trong những quả đá phạt của Tuyết Dung. Chắc chắn là cầu thủ Myanmar cũng đã nghiên cứu rất kỹ những tình huống đá phạt của số 7 Việt Nam. Nhưng khắc chế được nó thì lại là một câu chuyện khác. Và đó là bàn thắng đầu tiên của đội trưởng Huỳnh Như tại SEA Games 31. Bây giờ thì tất cả những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam trên hàng công đều đã có được những bàn thắng tại SEA Games năm nay. Và quan Dương Thị Vân đã cắt bóng tốt. Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như, Huỳnh Như, Huỳnh Như, Huỳnh Như. Một câu cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã vượt lên rồi. Bàn thắng mà các cổ động viên đã chờ đợi từ rất lâu. Phút thứ 60 của trận đấu và 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đúng là trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì những màn tỏa sáng của những ngôi sao sẽ mang tính chất quyết định. Và một lần nữa trong thời khắc khó khăn, chúng ta thấy được rằng người tỏa sáng đó là Huỳnh Như. Có số 9, Huỳnh Như ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như đã tỏa sáng trong trận bán kết với Myanmar. Và bây giờ một lần nữa cô lại lên tiếng. Niềm vui của các cổ động viên trên sân Cẩm Phả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hay bất cứ một cổ động viên nào khác của đội tuyển bóng nữ Việt Nam chắc chắn đang vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng của số 9. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đó là một tình huống chơi bóng rất hay của Dương Thị Vân. Cô chính là người cắt bóng của đối thủ Thái Lan trước khi tung ra đường chuyền quyết định cho Huỳnh Như.